chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình tin tức Mekong của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hậu Giang, được truyền hình trực tiếp hàng ngày trên kênh HKTV. Hôm nay thứ Sáu, ngày 26 tháng 7 năm 2019, chương trình có nội dung đáng chú ý sau. Thưa quý vị và các bạn, dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, tỉnh Tiền Giang là một dự án kỳ lạ và mang nhiều cảm xúc với người dân miền Tây. Bởi hiếm có dự án nào kéo dài 10 năm, có đến 2 lần thay đổi chủ đầu tư, 3 lần thay đổi vốn, nhưng mà vẫn còn quá nhiều vướng mắc. Và mới đây, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có chỉ đạo rất quan trọng đối với tuyến đường này. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, có việc gì làm được trong nhiệm kỳ thì chúng ta nên triển khai. Việc hôm nay chứ để ngày mai. Đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận - Cần Thơ phải cơ bản thông xe trong năm 2020 và khánh thành vào đầu năm 2021, đồng thời khẳng định sẽ bố trí đủ nguồn vốn cho công trình này. Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang chịu trách nhiệm trước Thủ tướng và 20 triệu người dân đồng bằng sông Cửu Long về vấn đề này. Người dân miền Tây sẽ rất vui khi mà nghe được tin này và vô cùng cảm ơn Thủ tướng Chính phủ. Một niềm hy vọng mới đã được thắp lên. Chương trình tin tức Mekong sẽ được tiếp tục với một lá thư của một cô học trò nhỏ chuẩn bị bước vào lớp 6, trường Marie Curie, cỡ cho 40 trường ở Hà Nội, khiến cho các thầy cô rất bất ngờ và xúc động. Bức thư có liên quan đến những chiếc bóng bay thường được xuất hiện ở những sự kiện như là một thói quen sang trọng. Sự diễn giải hồn nhiên của cô bé 11 tuổi đã khiến cho người lớn phải suy nghĩ rất nhiều. Trong thư viết email gửi tới hơn 40 trường học ở Hà Nội, Nguyễn Nguyệt Linh, lớp 5 trường Marie Curie, Hà Nội, đề nghị các trường không thả bóng bay trong lễ khai giảng sắp đến. Nguyệt Linh viết: "Em đã tìm hiểu và biết bóng bay làm bằng ni lông, tức là từ nhựa. Khi thả bóng lên trời, chim và các loài động vật khác có thể nuốt vào, chặn đường ruột, đến chết đói. Bóng bay rơi xuống đất hoặc biển thì các chú rùa biển, các loài sinh vật nhằm giữa bóng bay và sứa biển, ri băng và dây buộc bóng cũng có thể khiến cho chúng mắc kẹt và chết. Con chỉ muốn gửi thông điệp, thả bóng bay lên trời, bay cao ước mơ của các học sinh, giết ước mơ của bao chú chim và rùa biển." Đây không phải là lần đầu tiên Nguyệt Linh kêu gọi hành động vì môi trường. Trước đó em từng dự thi chương trình mang tên Green Leader với bài viết "Trẻ em nói không với rác thải nhựa". Bóng bay đẹp nhưng mà không mấy ai nghĩ đến những hệ lụy xấu mà cô học trò bé nhỏ đề cập trong thư. Một thông tin rất vui mà chúng tôi vừa nhận được. Ngoài thầy hiệu trưởng trường Marie Curie có thư phúc đáp ý tưởng tuyệt vời của Nguyệt Linh thì còn có 3 trường khác đã đồng ý sẽ không thả bóng bay trong lễ khai giảng sắp tới. Những trăn trở của em cũng chính là lời nhắn nhủ đầy ý nghĩa của thế hệ trẻ trong việc ngăn mối nguy hiểm từ rác thải nhựa đến với môi trường sống. Mạng xã hội và báo chí đưa tin ủng hộ mong muốn đẹp và đầy ý nghĩa của cô bé sắp vào lớp 6 bao nhiêu thì càng tỏ ra thái độ phẫn nộ và bất bình trước hành động trêu ghẹo không đúng chỗ của nhóm thanh niên khiến cho cô gái phải nhập viện với nhiều thương tích. Nạn nhân trong vụ việc là chị Đinh Thu Hắc 20 tuổi trú quận Long Biên, Hà Nội và người em gái Đinh Thu Quy 16 tuổi. Khi đi trên đường Trần Hưng Đạo thì Hắc và em gái gặp hai thanh niên đi xe máy bám theo và trêu ghẹo. Nam thanh niên ngồi sau còn áp sát và đụng chạm vào tay chị Hắc. Thế vậy, chị Hắc dừng xe và lên tiếng phản ứng với hành vi bất lịch sự của hai thanh niên kia. Sau vài phút cãi vã, hai thanh niên định lên xe bỏ đi, nhưng chị Hắc quyết chặn đầu xe, gọi người nhà và báo công an tới giải quyết. Hai thanh niên đã dùng nón bảo hiểm đánh túi bụi hai chị em. Theo báo thanh niên, đến khoảng 21 giờ 10 phút, ba thanh niên khác đi chung một xe máy lao tới, hợp sức cùng với hai người nam này lao vào đánh hội đồng, khiến cho cả hai chị em bị thương. Công an đã cùng với gia đình đưa cả hai tới bệnh viện. Lúc này chị Hắc mới biết là nhóm thanh niên này cũng tiện tay lấy luôn chiếc điện thoại. Hiện nay đầu của cô gái bị sưng đau, buồn nôn và nhiều vùng trên cơ thể bị bầm tím, xước ở mặt và chân chảy máu. Còn em gái cũng bị đau đầu và tím vùng mặt. Tình huống này có lẽ khiến cho không ít quý khán giả nhớ lại cách đây không lâu cũng có một vụ việc là hai thanh niên đi xe gắn máy ngoài phố trượt theo và trêu ghẹo một cô gái, dẫn đến cô gái này va chạm vào xe tải và tử vong sau đó. Thế nên một câu hỏi được đặt ra là liệu có biện pháp hay là chế tài xử lý nào đủ mạnh để ngăn chặn những vụ việc kiểu như thế này để không tái diễn những tình huống khiến dư luận phải phẫn nộ. Đúng vậy. Và mong rằng là công an phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội sẽ sớm đưa ra ánh sáng giống côn đồ này để mọi người tận mặt mà cảnh giác. Còn tiếp tục sau đây,
là thông tin mà chúng tôi vừa mới nhận. Thưa quý vị và các bạn, 14 giờ chiều nay thì đã xảy ra một vụ cháy lớn ở kho xưởng chứa nhiều vật liệu mút xốp ở xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Đến 16 giờ thì lực lượng chữa cháy đã cơ bản dập tắt được lửa, nhưng mà hiện tại thì do vật liệu dễ bắt lửa cứ cháy âm ỉ khiến khói vẫn bốc lên nghi ngút, cột khói bốc cao hơn 30 mét. Manh động và liều lĩnh là những điều mà những kẻ cướp ngân hàng đang thể hiện khiến cho người dân hoang mang. Hôm qua, giữa ban ngày, một nghi phạm cầm theo súng tiến thẳng vào ngân hàng, sau đó bắn liên tiếp 3 phát khiến một bảo vệ bị thương. Những bảo vệ này đã kể lại cho phóng viên chương trình nghe giây phút sinh tử khi đối mặt giằng co với kẻ cướp có súng. Vụ nghi án cướp ngân hàng xảy ra vào khoảng 11 giờ trưa qua tại chi nhánh Vietcombank Nghi Sơn. Thời điểm xảy ra vụ việc, trong ngân hàng có gần 30 cán bộ, nhân viên ngân hàng và một số khách hàng. Nghi phạm sau đó được xác định đi xe máy biển số Nghệ An, mặc áo màu trắng, đội nón bảo hiểm trùm đầu, đeo găng tay, bịt khẩu trang. Khi nghi phạm cầm súng xông vào, đã bị hai bảo vệ chặn lại là ông Lê Hữu Bảo và anh Phạm Văn Bằng. Hai bảo vệ đã ngăn chặn từ lối cửa vào, vì nếu để nghi phạm lọt vào trong sẽ gây nguy hiểm cho nhiều người. Sau một ngày xảy ra vụ án, anh Phạm Văn Bằng vẫn còn bàng hoàng trước vụ việc. Xem đoạn clip từ camera an ninh ghi lại, ai cũng cho rằng anh quá liều. Bởi nếu như tên cướp bắn vào chỗ nguy hiểm thì không biết mạng sống của anh bây giờ ra sao. Khi xảy ra vụ việc, do nghi phạm có súng và liên tục bắn, nên các nhân viên ngân hàng không ai dám tiến lại gần. Súng nghi phạm dùng có thể là súng K-59. Cũng theo anh Bằng, thì có một chi tiết rất đáng chú ý là nghi phạm sử dụng súng rất chuyên nghiệp. Ngay sau khi sự việc xảy ra, anh Bằng đã được đưa đến bệnh viện để khâu vết thương, khâu 5 mũi. Dẫu biết là nguy hiểm nhưng mà hai anh bảo vệ đã làm tròn trách nhiệm của mình. Ngay sau khi vụ việc xảy ra thì phía ngân hàng Vietcombank và công ty bảo vệ cũng đã kịp thời khen thưởng hành động dũng cảm đối với các anh. Và công an vẫn đang tiếp tục truy tìm các thủ phạm. Gần đây xuất hiện nhiều tình trạng cười tham gia giao thông sai xỉn, làm khó cảnh sát giao thông với những tình huống khó đỡ. Có nhiều lý do được đưa ra dẫn đến sai xỉn phải lái xe như là tiếp khách, gặp gỡ bạn bè hay là đám tiệc. Khi nhắc đến những đám tiệc ở nước ta thì dù cho không biết lớn hay nhỏ như thế nào, nhưng mà chắc chắn là khi đó câu mà ai cũng thường nghe nhất đó chính là không sai không về, rồi sau đó là xe ai nấy lái. Có những tiệc tùng với hàng chục thùng bia hay là cả trăm lít rượu dường như đã trở thành một thông lệ, tiệc tùng là phải có một chút men cay, không thì nó sẽ không vui, không trọn vẹn. Vậy chúng ta có bao giờ nghĩ khác hơn một chút? Xin được mời quý khán giả cùng theo dõi những thông tin ngay sau đây cùng với phân tích của biên tập trước khi mà mỗi người trong chúng ta có được đáp án cho câu hỏi là đám tiệc không rượu bia có được không? Mới đây, một đám cưới ở xã Tân Phước, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước với hơn 40 bàn tiệc. Không rượu, không bia, chỉ nước suối, nước ngọt, nhưng mọi người vẫn vui. Rượu bia không có lỗi gì, nhưng người người uống say rồi lái xe là chuyện cần triệt để xóa bỏ. Người Việt mình nói ra có lẽ nhiều nơi trên thế giới tròn mắt bởi cứ đám tiệc là chắc chắn phải gắn liền với rượu bia. Đến cả đám tang, người ta vẫn say sưa bia rượu, uống rượu thức khuya bên linh cữu, đó là chuyện xưa nay. Giờ nhiều đám tang uống rượu cả ban ngày. Gọi là rượu chi buồn, nhưng không ít đám tang, gia chủ phải mua hàng chục, thậm chí đến cả trăm lít rượu để. Đám tang không rượu, có khi gia chủ bị quy cho tội trùm sò. Có rượu, nhiều người ngồi lại lâu hơn, tang gia đỡ buồn, ít khóc. Ly bia cốc rượu người Việt có tình nghĩa, có chia sẻ vui buồn. Nhưng bao nhiêu là đủ? Điểm dừng ở đâu? Những đám tang trăm lít rượu còn tiềm ẩn nguy cơ về sức khỏe, những mâu thuẫn, rượu vào lời ra khi quá chén, mất an toàn khi lái xe về nhà. Người Việt vẫn đi nhiều bằng xe máy và vẫn chưa thấy nguy hiểm khi vô tư lái xe sau khi uống rượu bia. Luật mới có điều khoản cấm xúi giục, lôi kéo, ép buộc người khác uống rượu bia. Nhưng uống rượu bia trong đám tiệc là chuyện chưa thể cấm. Cấm cách nào khi mà ai cũng có tình có nghĩa theo cái kiểu là không sai không về và xa để lái. Đây không phải là chuyện cấm hay phạt mà là sự chuyển biến nhận thức xã hội. Một xã hội quá nhiều đám tang với hàng trăm lít rượu bia là điều lạc hậu, cần phải thay đổi nhanh chóng. Và chúng ta cùng trở lại với câu hỏi ban đầu. Không rượu bia có thành tiệc hay không? Theo chúng tôi là có. Tiệc là vui, cái vui từ sự gặp gỡ, từ nghĩa tình chứ không phải là từ rượu, bia. Thưa quý khán giả, thời gian gần đây, chứng kiến những phòng tập boxing MMA rực rỡ ánh đèn và đông đảo học viên dù mức học phí đắt đỏ.
Nhiều võ sư võ cổ truyền Việt Nam không khỏi chạnh lòng khi nhìn lại những lớp võ ngày càng trắng bóng của học viên. Và là tinh hoa của võ thuật Việt Nam, nhưng mà võ cổ truyền ngày càng lép vế khi mà được đặt cạnh các môn võ nước ngoài phổ biến như là taekwondo, judo, karate, boxing hay là muay thái vân vân. Lý do chính phải chăng đến từ khả năng thực chiến? Võ cổ truyền Việt Nam không thiếu những giải đấu dành cho võ sinh từ khắp các môn phái, thượng đài, tỷ thí. Nhưng thực tế, các giải đấu này luôn lèo tèo khán giả vì thiếu độ hấp dẫn, bắt mắt với những đòn thế quyết liệt. Nhiều người hâm mộ võ thuật truyền miệng, võ cổ truyền Việt Nam chỉ giỏi múa chứ không có giá trị thực chiến. Điều này một phần bắt nguồn từ việc Liên đoàn Võ Cổ truyền Việt Nam ta lấy an toàn là chính, nên trong điều lệ của Tổng cục Thể dục Thể thao hiện nay thì không cho dùng chỏ và gối, phải dùng găng và có đội mũ bảo vệ và đeo giáp cho an toàn. Từ đó các trận đấu nhàm chán hẳn và võ cổ truyền cũng bị mang tiếng là ít tính thực chiến. Thế nhưng mới đây, ông Hoàng Vĩnh Giang, Chủ tịch Liên đoàn Võ Cổ truyền Việt Nam cho biết: "Tôi chưa thể trả lời được tương lai võ cổ truyền Việt Nam có mở hơn hay không. Nhưng sắp tới tại Bình Định có thử nghiệm một số trận cho đánh chỏ và gối." Những võ sĩ MMA giỏi trên thực tế cũng không dám vỗ ngực xưng bá nếu rơi vào một trận chiến bên ngoài các giải đấu. Các trận chiến tạm gọi là đường phố này, nếu xét về độ khốc liệt và nguy hiểm, cao hơn rất nhiều so với những giải đấu khét tiếng như UFC, Kickboxing K1. Bởi nơi đây không có luật thi đấu, không có dây ring, võ đài hay lồng giác đấu và dĩ nhiên chẳng hề có trọng tài. Do đó võ cổ truyền hoàn toàn vẫn còn chỗ đứng. Cụ thể ở Việt Nam ngày nay, bên cạnh nhiều môn phái theo xu hướng chung đã chuyển dần nội dung tập luyện sang loại hình võ thể thao, cũng có những môn phái giữ được hiệu quả thực chiến dù ở các mức độ khác nhau. Có thể kể ra vài cái tên như Thái Lý Phật, Nhất Nam, Long Hổ Hội. Trong số này, Long Hổ Hội mà đại diện tiêu biểu hiện nay là võ phái Long Phi Thanh, mang những đặc điểm rất rõ của một môn phái đi theo đường lối duy trì các yếu tố đặc sắc từng có ở môn võ khởi nguồn từ hàng trăm năm trước. Mặc dù chấp nhận không tham gia các giải đấu đồng nghĩa với mất đi cơ hội dương danh tên tuổi, bù lại các môn sinh võ phái Long Phi Thanh được rèn luyện hệ thống hoàn chỉnh về quyền thuật, binh khí như nguyên bản, và chỉ có thế thì những tuyệt chiêu như không đỡ không lui, đánh trong lúc bị đánh, ra tay sau mà đòn đến trước, cùng với các combo đòn hiểm hóc mới phát huy tối đa tác dụng. Ngoài việc dạy cho các võ sinh của môn phái, võ sư trưởng môn Phạm Văn Thanh còn giúp huấn luyện thực chiến cho một số đơn vị thuộc lực lượng vũ trang, lực lượng kiểm lâm và được đánh giá cao về hiệu quả chiến đấu trong các trường hợp thực tiễn cụ thể. Những người học võ thực chiến có thể suốt cuộc đời sẽ chẳng phải dùng đến võ thuật để chứng minh hiệu quả. Đơn giản là gì, nó đã được chứng minh rồi, nhưng sẽ lại truyền cho thế hệ kế tiếp nguyên vẹn những gì mà họ học được từ thế hệ đi trước. Võ thuật, xét cho đến cùng, là một phần của văn hóa trong đời sống con người, chứ không đơn giản là chuyện so găng, nói chuyện hơn thua. Và trong cuộc sống, cũng vì sự hơn thua, lòng tham trỗi dậy mà nhiều người đã rơi vào bi kịch kéo dài trong kiện tụng. Dù việc nghe sau đây khiến cho ai nghe qua cũng rất là bức xúc. Một gia đình ở tỉnh Bến Tre rơi vào cảnh rất là oái âm khi mà cho mượn nhà ở lại bị mất luôn cả nhà. Phải mất 5 năm mới kiện và đòi lại được quyền sở hữu. Và 17 năm, cả gia đình ba thế hệ mòn mỏi yêu cầu chờ thi hành án. Trong gần ấy thời gian đó thì họ đã phải sống và ở như thế nào? Những hình ảnh sau đây thật đau xót cho tình cảnh của người dân nghèo. Căn nhà cũ nát, tối tăm, chật chội nằm ở phía sau chợ Cầu Móng, xã Hương Mỹ, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre này là chỗ trú ngụ của gia đình ông Lý Minh Tài, 75 tuổi, gồm 3 thế hệ với tất cả 9 người. Họ là con cháu của cụ Võ Thị Thảnh, sinh năm 1921, đã mất năm 2007, là chủ căn nhà số 157/1, đường 30 tháng 4, phường 4, thị xã Bến Tre, nay là thành phố Bến Tre. Bị vợ chồng ông Liêu Việt Khánh, 69 tuổi và bà Nguyễn Thị Minh Hồng, 65 tuổi, chiếm dụng bất hợp pháp từ năm 1996 đến nay, sau nhiều năm được cho ở nhờ. Cả gia đình ông Tài sống bằng nghề buôn bán ở chợ Cầu Móng. Mái nhà mục nát từ lâu, nhà quá chật chội, không có chỗ ngồi ăn cơm.
thậm chí nhà không có cả chỗ đặt quạt máy. Khó khăn vậy nên việc chi cục thi hành án dân sự và ban chỉ đạo thi hành án thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre thiếu trách nhiệm trong thi hành bản án dân sự phúc thẩm số 16 ngày 16 tháng 1 năm 2002 của Tòa án Nhân dân tỉnh Bến Tre tuyên buộc gia đình ông Liêu Việt Khánh trả nhà chính là điều khiến họ đau khổ nhất. Nhà tôi chật chội như vậy, sống như vậy mà chờ đợi bên thi hành án. Nhưng mà tôi rất hận cái gia đình của Liêu Việt Khánh á, dữ lắm. Và tôi thất vọng chính quyền địa phương. Chỗ thì chật hẹp, đủ thứ về mọi mặt. Rất mong sự phán quyết công bằng của nhà nước để người dân có lòng tin hơn. Mong rằng cơ quan chức năng sẽ sớm giải quyết vụ việc để gia chủ sớm lấy lại được ngôi nhà của mình vốn bị chiếm dụng bất hợp pháp trong 17 năm qua. Như câu cứu vật vật trả ơn, cứu người người trả oán, chỉ vì lòng tham mà gia đình của ông Khánh đã chiếm đoạt tài sản của người đã từng ban ơn cho mình. Người mượn nhà vì tham nên quên ân tình, đạo lý, nghĩa vụ, đó là bất tín, bất nghĩa, vi phạm luật pháp. Cơ quan thi hành án phải chịu trách nhiệm trong chuyện này. Mong là pháp luật công bằng để đòi lại quyền lợi chính đáng cho người bị hại. Và thưa quý khán giả, chúng ta thấy khi mà lòng tham trỗi dậy sẽ đẩy con người vào những sai lầm. Nhưng mà tình thương lại chính là một sợi chỉ vô hình gắn kết người với người trong cuộc sống. Tại con hẻm nhỏ giữa thành phố Hồ Chí Minh rất là nhộn nhịp, khiến ai đi ngang qua cũng thấy ấm lòng vì tình người ở đây nó được thắp sáng mỗi ngày. Và ở thành phố Cần Thơ cũng có một trường hợp như vậy. Mời quý vị cùng theo dõi câu chuyện sau đây. Tọa lạc trong con hẻm 14 tại đường Nguyễn Thị Minh Khai, tổ cơm chay từ thiện Qua Sen do nhóm của chị Lê Thị Thanh Hồng thực hiện bắt đầu hoạt động được 6 tháng nay, đều đặn các ngày từ thứ Hai đến thứ Bảy, từ 9 giờ cho đến 11 giờ sáng. Góc đường này cũng đều nhộn nhịp hẳn ra. Mỗi buổi nhóm của chị nấu khoảng 15 kg gạo, 10 kg rau củ các loại và 50 miếng tàu hũ. Với số lượng này, tổ phát tầm 80 cho đến 100 phần mỗi ngày. Đối tượng đến nhận cơm đa phần là người nuôi bệnh tại các bệnh viện, những người lao động chân tay như phụ hồ, bán vé số hay những người già neo đơn trong khu vực. Hòa mình với dòng chảy thiện nguyện, tiệm tạp hóa Xuân Phương bao năm qua cũng miệt mài phát nước sôi, nước đá miễn phí cho người nuôi bệnh ở các bệnh viện lân cận với số lượng phát nước trung bình hơn 100 lít mỗi ngày. Chính những hành động của những người giàu lòng thương đã phần nào sẽ chia gánh nặng cơm áo gạo tiền với những phận người đang ngày ngày gồng mình mưu sinh. Chỉ cần nhìn thấy những người ngoài kia họ còn khốn khó nhưng mà được no lòng thì những ai đang hoạt động thiện nguyện sẽ cảm thấy vui vẻ mà cống hiến mỗi ngày. Những bữa cơm ấy không cầu kỳ, dung dị mà ăn vào thì đầy đủ hương vị, nhớ mãi không thôi, luôn ấm áp tình thân cho những người xa lạ. Đúng vậy, chỉ có tình thương trong mỗi con người mới đánh bại được sự ích kỷ, thù ghét, hơn thua và tham lam đang ngự trị trong cuộc sống này. Thưa quý khán giả, ông Nguyễn Văn Cư là một trong những nhân vật nổi danh ở thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và cả nước nói chung trong lĩnh vực xây dựng, di dời, chống nghiêng, chống lún, được ví như là thần đèn. Ông đã từng di dời ngọn núi nhân tạo nặng hơn 420 tấn, cao 9m, có diện tích 60m² tại Bà Rịa Vũng Tàu. Và đó chưa phải là đỉnh cao tay nghề của vị được mệnh danh là thần đèn này. Vào ngày hôm qua, một nhà thờ nặng gần 6.000 tấn trên tổng diện tích là hơn 4.000m² tại Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh đã được nâng toàn bộ các cột nhà lên. Theo ông, khó khăn lớn nhất khi bắt tay vào việc nâng cao toàn bộ nhà thờ giáo xứ Nữ Vương Hòa Bình chính là hồ sơ xây dựng đã bị thất lạc trước đó, khiến cho việc khảo sát nền móng mất rất nhiều thời gian. Việc tính toán tải trọng của công trình cũng được nghiên cứu rất kỹ, bởi trọng lượng phía trước nhà thờ là tháp chuông, phía sau của công trình là cung thánh, nặng hơn rất nhiều so với trọng lượng thánh đường nằm vị trí ở giữa. Được biết nhà thờ này có 53 cây cột, nặng nhất là 3 cây cột tháp chuông lớn. Hôm kích nâng lên khối tháp chuông, ông đã kích thử một ben thủy lực chịu tải 200 tấn, sử dụng trụ máy bơm, đã kích được 3 ống ben với tải trọng 600 tấn. Toàn bộ công trình nâng cao trùng tu nhà thờ có dự toán kinh phí vào khoảng 14 tỷ đồng. Nhiều người sau khi xem đoạn video clip này cũng đã rất là khâm phục tài nghệ của thần đèn Nguyễn Văn Cư khi mà nâng nhà thờ gần 6.000 tấn lên cao 2m một cách an toàn. Thưa quý khán giả, xưa nay thì ai cũng gán cảm khi phải chẻ củi bằng tay, vừa lâu lại vừa mất sức.
Vậy nên mọi người rất vui khi nhìn thấy chiếc máy cưa chẻ củi di động nhanh như chớp sau đây. Đây là chiếc máy cưa chẻ củi di động do anh Quỳnh Thanh Phương, tức Hai Khương, người thợ cơ khí ở xã Bình Chánh, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang chế tạo để thay thế sức lao động của con người. Với những tính năng tiện ích là cưa, chẻ củi sau khi cây được hạ đốn, máy còn có thể di chuyển dễ dàng vào ngõ hẹp để cắt cây và chẻ gỗ với số lượng lớn. Nếu mình bỡ làm hai thì mình để cái lưỡi làm hai, còn như cây củi mình nó dễ chẻ, mình bỡ cho nó mau nữa thì mình bỡ làm bốn, mình làm thêm hai cái lưỡi ngang nữa cái nó sắn, nó bể ra làm bốn. Cấu tạo máy gồm khung sườn bằng sắt gắn một động cơ máy nổ, sử dụng dầu diesel, điều khiển bộ nhông chuyền giảm tua rồi cắt hay chẻ củi theo ý muốn. Với chức năng chẻ gỗ là chính, một giờ máy có thể chẻ từ 2 đến 3 mét khối gỗ. Thay vì trước đây người dân sử dụng tay mất ít nhất 2 giờ đồng hồ mới chẻ xong 1 mét khối gỗ. Máy chẻ củi nhanh nhờ vào lực ép, củi khô hay ướt đều được chẻ nhỏ trong chớp nhoáng. Độc đáo hơn, củi có thể chẻ ra 4 mảnh nhỏ nhờ vào hai lưỡi bố ghép nên rút ngắn được thời gian. Với tinh thần sáng tạo độc đáo, chiếc máy cưa chẻ củi của anh Hai Khương thật sự là một nông cụ hỗ trợ thiết thực trong đời sống của bà con nông dân. Thưa quý vị và các bạn, bệnh nhân đột quỵ có tỷ lệ tử vong cao và tàn tật cao. Vào sáng nay, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết vừa phối hợp cùng với Bệnh viện Đa khoa Sóc Trăng cứu sống hai bệnh nhân bị đột quỵ một cách thần kỳ. Ông Trần Văn Vui, 57 tuổi, ngụ ở huyện Trần Đề, Sóc Trăng. Đột ngột ngất, không nói chuyện được, liệt nửa người nên được người nhà chuyển vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng, bị nhồi máu não. Ngay lập tức thì các bác sĩ đã liên hệ với Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ để phối hợp cấp cứu bệnh nhân. Các bác sĩ đã thực hiện can thiệp lấy huyết khối bằng dụng cụ. Từ lúc vào viện cho đến tái thông mạch máu não là 90 phút. Hiện nay bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt. Hôm nay hai bệnh viện tiếp tục thực hiện phối hợp quy trình báo động đỏ và cứu sống bệnh nhân Võ Ngọc Trợ, 83 tuổi ở huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng. Ông Trợ có tiền sử tăng huyết áp. Khi đang đi tập thể dục thì đột ngột không nói chuyện được, liệt nửa người phải. Khi lên tới Cần Thơ, các bác sĩ thực hiện can thiệp thành công lấy huyết khối động mạch não giữa trái trong thời gian vàng của đột quỵ. Hai tính mạng đã được bảo toàn từ sự phối hợp rất nhịp nhàng của hai bệnh viện. Lương y như từ mẫu, tấm lòng nhân hậu của đông đảo các y bác sĩ và chính sự ân cần là liệu pháp thần kỳ để xoa dịu những cơn đau của bệnh nhân. Và chúng ta sẽ cảm nhận rõ hơn câu chuyện này trong câu chuyện đời chuyện người hôm nay. Hoạt động được hơn 2 tháng nay, cứ vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần là bệnh nhân từ khắp các nơi lại tìm đến với phòng khám đông y Thiện Lành, ngụ xã Bình Hòa Phước, huyện Đông Hồ, tỉnh Vĩnh Long để được thăm khám bệnh và hút thuốc miễn phí. Phòng khám không chỉ được bà con trong khu vực biết đến mà những người ở các tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long cũng tìm đến. Trong số đó, có những trường hợp tái khám, người thì đến để được chăm cứu, người hốt thêm thang thuốc hay chỉ là người mới đến đây khám lần đầu. Với số bệnh nhân đến thăm khám mỗi ngày gần 100 lượt. Người dân đến đây thì họ khám bệnh thì bệnh nhân rất là vui. Khi mà đã sử dụng thuốc rồi chăm cứu, xung điện thì về người ta rất dạ giảm bệnh rất nhiều. Nhiều tháng qua, nơi này đã trở thành địa chỉ quen thuộc của các bệnh nhân trong và ngoài khu vực. Vì người bệnh không chỉ được các lương y khám bệnh, cấp thuốc miễn phí mà còn được đối đãi rất ân cần. Có lẽ với những người bệnh nghèo, chỉ cần nụ cười, lời thăm hỏi, động viên từ những người lương y thì bệnh của họ đã phần nào thuyên giảm. Sự an tâm cũng chính là yếu tố quyết định giúp các bệnh nhân mau chóng lành những cơn đau. Mà bác mấy ông đông y này cũng vui vẻ lắm, tử tế lắm, khám đàng hoàng, tiếp rước mình nhiệt tình dữ lắm. Tất cả các lương y đến với phòng khám đều không đòi hỏi về vật chất vì họ hiểu rằng công việc mình đang làm rất có ý nghĩa, chẳng những giúp ích được cho người dân mà còn có thể giúp bản thân tìm thấy niềm vui và hạnh phúc trong công tác thiện nguyện của mình. Có thể thấy không gian phòng khám tuy chật hẹp nhỏ bé nhưng nơi này lại chứa đựng bao la tình thương giữa con người với con người. Hy vọng mô hình thiện nguyện đầy ý nghĩa này sẽ ngày càng được nhân rộng hơn nữa. Một số lương y tại phòng khám có phòng khám riêng tại thành phố Hồ Chí Minh, nhưng họ vẫn sẵn sàng dành một phần thời gian của mình để cống hiến tại nơi đây. Không đòi hỏi những đáp lễ trả ơn từ phía người bệnh,
Hội chẩn ngày ngày tiếp xúc với hàng trăm con người khác nhau có cùng một nỗi lo đau bệnh. Một phòng khám đông y cấp phát thuốc miễn phí có thể không quá hiếm gặp, nhưng mà để tìm được cả một đội ngũ hết lòng gắn bó với phòng khám là điều không phải dễ dàng. Chúc cho các vị lương y có thật nhiều sức khỏe để tiếp tục cống hiến cho các bệnh nhân nghèo. Và nội dung này cũng đã kết thúc tin tức Mekong kỳ hôm nay. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.